Xin chào tất cả bà con, cô bác và quý anh chị đã quay trở lại với kênh Nhà Đẹp ATZ. Rất vui được gặp lại bà con, cô bác và quý anh chị trong chuyên mục chia sẻ các cái mẫu nhà đẹp của kênh Nhà Đẹp ATZ. Thì hôm nay tôi xin giới thiệu đến bà con, cô bác một cái mẫu nhà biệt thự 2 tầng, mái Thái, hệ tân cổ điển, rất là đẹp. Với kích thước là rộng 8,5m và chiều sâu là 14,5m, 2 tầng thì bao gồm là 4 phòng ngủ, 1 phòng khách, 1 phòng thờ, 2 khu vệ sinh và 1 sân phơi. Thì đây là toàn bộ khuôn viên bên ngoài. Chúng ta đang ngắm cái hệ cửa cổng rất là đẹp, hiện đại, chắc chắn và được chủ nhà sơn da gỗ trên mái cửa cổng, với hệ cửa cổng là 3 cổng, 3 cánh và khu sân vườn đằng trước. Chiều sâu từ cổng đến nhà là khoảng 8,5m và xung quanh thì gia chủ cũng trừ một cái lối để trồng cây và một cái bên sân bên hông để sinh hoạt cho cái sảnh bên hông của ngôi nhà. Thì ngôi nhà này được thiết kế thi công năm 2019 hoàn thành, với đồng bộ từ thiết kế, thi công và hoàn thiện trong năm 2019. Thì hôm nay chúng tôi có dịp quay lại review và chia sẻ đến bà con cô bác một cái mẫu nhà với 5 bậc tam cấp và cửa chính là và cửa sổ toàn bộ dùng bằng hệ lim Nam Phi nhập, rất là khỏe khoắn, đẹp, hiện đại và bộ cửa chính này thì được thiết kế rất chi tiết, từ kích thước lỗ ban cho đến lấy phong thủy ánh sáng, rất phù hợp với những ngôi nhà biệt thự như thế này. Cột thì chúng tôi cũng trang trí rất là nhẹ nhàng, đơn giản, nhưng mà nó mang tính chất rất là to và bề thế, phù hợp với cái tỷ lệ của cái căn nhà này. Thì căn nhà này là bao gồm 2 mặt tiền chính, mặt trước và mặt bên hông. Toàn bộ hệ cửa xung quanh bao là hệ cửa gỗ. Và trên cửa sổ và dưới cửa sổ thì có trang trí những các cái gạch dạ đá tạo điểm nhấn cho công trình. Bậc tam cấp thì chúng tôi kết hợp giữa đá đỏ và đá đen kim sa để tạo cái thảm chính cho công trình. Khi chúng ta bước từ cái sảnh chính vào trong ngôi nhà thì chúng ta ngắm toàn bộ cái kiến trúc cũng như các cái phào chỉ bên ngoài ngoại thất của công trình. Tiếp theo năm bậc tam cấp thì chúng ta bước vào cái hệ cửa chính 4 cánh, được đục CNC hình sở quạt trước hai cánh chính và bên đây xung quanh ngôi nhà. Thì bước vào cái nhà chính là một cái phòng khách bên tay trái của ngôi nhà. Tiếp theo phòng khách là một cái hệ cầu thang lên tầng 2 và lên tầng áp mái. Trần thì chủ nhà không thích đóng trần cho nên là chát rất là cẩn thận và đi cái chiếu phào đơn giản, nhẹ nhàng và có gắn đèn trang trí trên trần, các cái màu tạo điểm nhấn cho trần, đồng thời tạo nên về ban đêm chúng ta bật lên thì trông cái phòng khách rất là ấm cúng và sang trọng.
Chúng ta ngắm lại toàn bộ cái hệ cửa chính của ngôi nhà. Chúng ta phải ngắm lại toàn bộ các cái hệ tam cấp được ốp lát đá và tạo tinh hóa rất là tỉ mỉ và cẩn thận. Sau cái phòng ngủ số 1 thì có một cái hệ lam gỗ và một cái phòng sinh hoạt chung. Thế sau cái phòng sinh hoạt chung ở tầng 1 này thì là khu vực bếp và phòng ăn. Thì phía sau cái phòng khách và cầu thang thì chúng ta bước vào sau cái một cái phòng ngủ số 1. Đây là bước vào bên trong cái phòng số 1 rộng khoảng 14,5 mét vuông. Tiếp theo chúng ta xúc bếp, phần khu bếp thì có một cái nhà tắm và một cái nhà vệ sinh và một khu bếp nấu cũng được ốp lát trên tường rất là sạch sẽ. Chủ nhà cũng rất là nhiều lúa. Đấy. Nông thôn Việt Nam bây giờ thì cũng rất là được người dân thì cũng rất là cải thiện đời sống rất là nhanh, xây được những ngôi nhà to, đồng thời vẫn tham gia cấy lúa rồi làm thợ. Chúng ta bước lên từ bậc cầu thang 25 bậc với bề rộng cầu thang là 1m15. Chúng ta bước lên khu vực tầng 2 thì cái công năng của khu vực tầng 2 bao gồm có 3 phòng ngủ, một phòng thờ và một cái phòng sinh hoạt chung cộng một sân phơi. Nhưng chủ nhà cũng mới làm xong cũng chưa bố trí đầy đủ hết các cái công năng như chúng ta được. Chúng ta đây là hệ trần chát. Thì với một ngôi nhà như thế này, khu vực ở quê thì cũng rất là đầu tư rất là nhiều tiền rồi. Đó. Với hơn 1 tỷ 300 triệu thì chúng ta có thể thực hiện được ngôi nhà như thế này. Và chúng ta cũng có thể cái những mẫu nhà như này chúng ta cũng có thể tiết kiệm được một số các chi phí về vật liệu. Thì chúng ta cũng có thể làm dưới 1 tỷ 3 chúng ta cũng có thể làm được những ngôi nhà như thế này. Thì trong quá trình mà ai có nhu cầu thiết kế thì chúng tôi cũng tư vấn được để giảm cái giá thành cho công trình. Đây là phòng ngủ số 3, rất là rộng rãi, khoảng 15,6 mét vuông. Và bên này là một cái khu vực sân phơi và khu vệ sinh cho cái khu vực tầng 2. Khu vệ sinh cũng rộng khoảng 5 mét vuông. Rất là thoải mái cho cái sinh hoạt của cái khu vực tầng 2 như thế này. Và ngoài ra thì chủ nhà cũng đầu tư một cái cầu thang lên phê dục tầng áp mái. Thì tầng áp mái này chủ nhà cũng đổ bê tông chéo văng chéo hết để tận dụng cái khu vực mái chéo cao này thành một cái tầng để làm kho chứa đồ và sau này cải tạo thêm một số cái phòng chức năng. Thì đây, tôi và các bạn vừa khám phá toàn bộ cái căn biệt thự 2 tầng mái thái thiết kế tại khu vực nông thôn rất là đẹp và khỏe khoắn, được hot nhất năm 2019. Thì quý vị thấy hay hãy vào kênh Nhà Đẹp ATZ, nhấn đăng ký, subscribe và nhận những video mới nhất mà kênh của chúng tôi đăng lên. Xin chào và hẹn gặp lại.
bạn trong những cái video tiếp theo.